Mọi người, lại là em đây, Hoa Kiển Hùng Thi ở Sa Đéc Đồng Tháp. Và em đây là Nguyễn Ngọc Hùng, chủ của cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi, cũng đồng thời là chủ của khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi ở làng Hoa Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Rất là vui được chia sẻ những kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa kiển, cũng như là chia sẻ các loại hoa kiển đẹp, độc lạ, xinh xắn đến cho cô chú anh chị về nhà để trang trí sân vườn, villa, biệt thự. Mọi thắc mắc cứ nhắc máy lên và alo cho Hùng Thi để Hùng Thi có cơ hội phục vụ cả nhà yêu nhé. À, chào cả nhà ơi, nãy giờ lo mãi mời giới thiệu những sản phẩm khác mà Hùng Thi quên chia sẻ cho cả nhà. Một cái dạng cây rất là thú vị và thích hợp cho trang trí các cái sân vườn, các cái khu vườn nhiệt đới, đặc biệt là ở những cái khu thành thị lớn có những cái không gian là khu vườn nhiệt đới, những cái quán cà phê sinh thái thì chúng ta có thể trang trí. Đây là loại cây dương sĩ cổ đại, đã được người dân đã dâm ủ sẵn rồi, thì cả nhà có thể mà rinh em nó về để trang trí ngay cho cái khu vườn của mình cũng như cái khu quán cà phê xinh đẹp của mình. Thì đây là cây dương sĩ cổ đại nha mọi người. Đấy, thì cây này đã được khai thác và đã được dâm ủ rồi, thì cả nhà thấy nó rất là khỏe ha, những cái tàn tược nó lên rất là mạnh luôn. Cây này thích hợp cho cả nhà trang trí các quán cà phê nè, hoặc là những cái ngôi biệt thự. Khi cả nhà tạo một cái đồi đó, cả nhà có thể trồng nó trên những cái đồi của cái khu biệt thự của mình, những cái đồi mini đấy cả nhà. Thì đây là một cái giải pháp để cho cả nhà trang trí khu vườn của mình xanh sạch đẹp nha. Thì cây dương sĩ cổ đại này hàng đã có sẵn và được dâm ủ sẵn rồi, cả nhà cứ việc nhắc máy lên kết nối với Hoa Kiển Hùng Thi thì bên em sẽ gửi những cái cây dương sĩ cổ đại này đến cho mọi người. Và cây này ship xa được nha, ship toàn quốc được cho mọi người luôn. Cây này không có hư, rất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Và đặc biệt tại vườn của gia đình em đã được thuần dưỡng rồi, cây rất khỏe luôn nè, cả nhà thấy lá của nó không, rất khỏe luôn. Và cây này ship xa được toàn quốc luôn, cả nhà cứ yên tâm nha, nó khỏe lắm luôn nè. Hàng là cây là rễ nó nhiều rồi cả nhà. Cả nhà đem về là cái trồng trang trí cho các khu vườn của mình, các khu quán cà phê sinh thái nha, để rất là tốt. Và sự lựa chọn cây dương sĩ cổ đại này sẽ phù hợp cho ngôi vườn xinh xắn của chúng ta. Rồi cả nhà còn chần chờ nữa, mọi thắc mắc cứ việc nhắc máy lên để Hùng Thi hỗ trợ cho mình nhé. Rất là đẹp luôn mọi người ơi, dương sĩ cổ đại.